Thời buổi này mà cầm 200k đưa người yêu đi ăn lẩu thì mình nghĩ là hiếm nơi nào có đấy nhở. Ấy thế mà nồi lẩu ếch này còn chưa tới 200k, thậm chí 2 đến 3 người ăn đủ luôn, rẻ quá ấy, nên là mình phải chia sẻ cho các bạn ngay. Chưa kể khi mình gọi thêm hẳn một mẹt gà nguyên con, có cả cơm lam, rau củ này mà mới chỉ chạm ngưỡng 500 cành. Nhìn cái tháp đồng hồ như London này, các bạn có biết mình đang ở đâu không? Review ở phố cổ nhiều rồi, nay review xa hơn một chút nhá. Đây là hệ thống lẩu đã mở tới 12 cơ sở, thường tập trung ở các khu vực xa trung tâm, quán chuyên lẩu nhưng mà các món ăn khác cũng đa dạng lắm, món gì cũng có luôn. Đặc biệt mở tới tận 12 giờ đêm. 20 tháng 10 này chưa biết đi ăn ở đâu mà lại còn có nhà bóng cho các em bé thì đây. Hệ thống lẩu Việt chính hiệu và cơ sở mình ăn là ở số 1TT18, khu đô thị Văn Quán Hà Đông nhá. Ở đây mình thấy không gian siêu rộng, đồ sộ là thế nhưng giá thành lại vô cùng rẻ. Nồi lẩu ếch 2 đến 3 người ăn của mình chính xác chỉ 185k thôi. Những nồi to cho nhóm đông hơn cũng vẫn rẻ cơ. Hôm đầu tiên khi chưa thả gì sẽ thấy rất rõ độ chua, sau khi thả ếch thì mình thấy đậm đà dần. Điểm trừ duy nhất là hôm đó hết sa tế nha. Chê nhá, phải có thêm tí cay mới tròn vị. Tháp thịt bò mà là u bò hẳn hoi, to ạch thế này cũng chỉ tầm hơn 100k. Đan xen vân mỡ rất là đẹp mà ăn thì đúng là mềm thật. Mình thấy mấy đội đi 3-4 người trở lên hay gọi cái mẹt gà này này. Các bạn có thể gọi một nửa gà chiên mắm và một nửa gà nướng như mình. Còn mấy chị lớn lớn thì lại hay gọi gà nướng nguyên con. Thích nhất là khi ăn thì có tới 3 loại cơm lam được chấm với muối vương đi kèm, lại còn được ếch nhân viên đẹp dài bóc hộ nữa. Thêm cả rau củ mà nguyên mẹt này chỉ hơn 300k. Gà được xối mỡ nên da giòn, ăn với cơm lam thích ghê. Nhận xét chung thì tổng quan mình thấy ở đây đầu tiên là không gian rộng, muốn ngồi ban công, trong phòng hay phòng VIP đều ok. Đồ ăn chất lượng, to và rẻ, phù hợp từ đi ăn cặp đôi cho đến nhóm bạn hoặc là cả công ty tổ chức sự kiện lại càng hợp. Gì chứ, 5 tầng cơ mà, mình đi mãi thì mới quay hết được các phòng đấy. View ra tháp đồng hồ rất là đẹp, đứng đây check in cũng ok. Ở Hà Nội có 9 cơ sở lận, các bạn tha hồ lựa chọn nhé.